Hello, Vi xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Vi. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Vi có một chuyến đi biển nữa. Hiện tại là Vi đang có mặt trên đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Đây là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Và cái địa điểm Vi muốn nói tới đó là đảo Bích Đầm Nha Trang nha các bạn. Đây là một cái địa điểm mà các bạn nên ghé khi đến du lịch Nha Trang, nằm trong cụm đảo Hòn Tre. Và cảnh sắc ở đây rất là đẹp các bạn. Bây giờ Vi đang tới chỗ cảng Cầu Đá để đi tàu, đi thuyền dân sinh qua đó. Hello các bạn. Bây giờ Vi đang có mặt trên chuyến tàu duy nhất để đi qua đảo Bích Đầm nha. Và để ra được tới Bích Đầm thì cảng Cầu Đá là nơi có chuyến tàu duy nhất. Là cái chuyến tàu Vi đang ngồi nè, là hàng ngày thì sẽ di chuyển vào lúc 11:30 và chúng ta mất khoảng 2 tiếng để di chuyển ra tới đảo Bích Đầm. Và từ đảo Bích Đầm thì bạn cần đi chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ sáng để về lại đất liền. Và đi cái tàu này là Vi thấy rất là thú vị. Lần đầu tiên mà đi cái tàu dân sinh như vậy. Và có một cái gì đó nó rất là thân thuộc và nó rất là mộc mạc gần gũi nha các bạn. Và bây giờ tàu đang ghé tới cái điểm đầu tiên trên hành trình của mình để thả khách này. Các bạn thấy hôm trước là có hai vị khách sẽ lên trên bờ nhưng mà rất là khó, tại vì cái thuyền của mình đang ở phía dưới như vậy. Và cái hành khách là phải rất là nhanh để nhảy lên phía trên cái bờ trên này. Như Vi là Vi thôi, Vi không dám nhảy lên như vậy đâu. Đó, bây giờ đang chờ cái tàu mà nó sát tới cái chỗ cái lớp xe này nè, là sẽ nhảy lên. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Mà theo Vi nghĩ thì chỉ có những người thanh niên thì mới dám lên bờ kiểu này thôi, chứ chị em phụ nữ và những người lớn tuổi thì cũng không dám lên bờ bằng cái kiểu này. Hàng ngày thì cái tàu sẽ di chuyển từ chỗ đảo Bích Đầm ra ngoài cảng Cầu Đá, thì các bạn sẽ di chuyển vào lúc 6 giờ sáng, và cái chuyến ngược lại là từ cảng Cầu Đá về đảo Bích Đầm là 11:30. Sau khi trả hành khách và hàng hóa ở cái điểm đầu tiên thì tàu của chúng ta tiếp tục lên đường. Trước mắt các bạn là cái địa điểm mà nãy mình vừa trả người với hàng hóa ở phía trên nè. Đó, bây giờ mọi người lấy xe máy chở hàng hóa về và tàu chúng ta tiếp tục di chuyển dọc theo đảo Hòn Tre. Và các bạn biết không, đảo Hòn Tre thì sở hữu những bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp luôn. Khí hậu ở đây rất là ôn hòa và mát mẻ quanh năm. Đảo Hòn Tre là đảo lớn nhất nằm trong vịnh Nha Trang, và đảo có diện tích trên 32,5 km vuông và nằm cách thành phố Nha Trang 5 km về phía đông và cách cảng Cầu Đá 3,5 km. Và dân số thường trú ở trên đảo khoảng 1.500 người và tập trung ở hai thôn lớn, đó là Bích Đầm và Vũng Ngán. Trước mặt các bạn đây là Vũng Ngán này các bạn. Và hàng ngày thì người dân ở đây đi vào trong đất liền để mua nhu yếu phẩm và những hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cũng rất là nhiều. Và bây giờ họ đang trở về. Và cái tàu thì đang chuẩn bị cập cảng Vũng Ngán các bạn ơi. Vì thấy là có mấy cô nè đi ra đợi người thân của mình hay đợi chồng của mình để lấy hàng hóa lên, để phụ vận chuyển hàng hóa về nhà. Cái khung cảnh này rất là hay các bạn. Mình cũng rất là khó kiếm được cái khung cảnh nó bình dị như thế này. Và hiện tại thì theo Vi được biết là Vinpearl đã mua cái đảo Vũng Ngán này rồi nha các bạn. Và đang tiến hành thương lượng để chuẩn bị di dời cái khu dân cư sống tại đảo Vũng Ngán này. Gần một nửa số hành khách ở trên tàu đã xuống bến tàu Vũng Ngán rồi các bạn. Và hàng hóa ở đây được mọi người vận chuyển cũng rất là nhiều. Tất cả nhu yếu phẩm này, thực phẩm, rồi nước uống cũng được vận chuyển từ đất liền. Đó, xa xa là Vi thấy rất là đông người, từ trẻ em nè, rồi những người vợ, người chồng ra bến tàu phụ vận chuyển đồ và ra đón người thân về ngôi nhà thân yêu của mình. Một cái khung cảnh hết sức là bình dị và hết sức là thân thuộc và nó diễn ra hàng ngày. Rồi đảo Vũng Ngán, bây giờ Vi tiếp tục trên chuyến hành trình của mình. Tất cả các hành khách ngồi trên tàu lúc này là đều về đảo Bích Đầm hết nha các bạn. Vì cái hòn đảo Bích Đầm là cái địa điểm cuối cùng mà tàu chúng ta sẽ ghé. Đây là một cái hòn đảo xa nhất của thành phố Nha Trang rồi các bạn.
Tiếp theo là tàu sẽ ghé giao hàng nhu yếu phẩm cho cái tàu đánh bắt xa bờ. Mọi người giao ga gạo. Đây là tàu đánh bắt hải sản. Trang bị coi bao nhiêu bình ga. 5 bình ga. Và gạo thì quá trời, ăn cả tháng trên tàu. Ở trên đây tàu trang bị đèn 200W. Đây tàu cũng lớn. Trong đi cả tháng đó nha, chuẩn bị ga gạo nè. Tại sao gọi là đầu hải sản không? Đâu anh? Để anh chị nha, khi mà tính ra mình đi Việt Nam vậy á, thì em thấy cái KH không? Đó là KH Khánh Hòa. KH Khánh Hòa là biển số. Dạ. Biển cây ghép cuối cùng là thị sản. À thị sản, đó là nhìn là biết đúng không? 18 là cái số. Ok. KH là Khánh Hòa. Rồi chữ cuối TS là thị sản á. Đây là đảo Robinson nha. Và cái đảo này thì nằm gần làng chài Bích Đầm, là cái nơi mình sắp tới, ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Ở trên đảo Robinson này các bạn sẽ tự do tắm biển này, hoặc là nghỉ ngơi trên các ghế bố được bố trí dọc các bờ biển này, hay là chèo thuyền kayak nè, hoặc là tham gia các trò chơi thể thao dưới nước. Trước đây người ta gọi nơi này với cái tên thân mật là đảo Dừa, còn cái tên Robinson được dùng để chỉ cụm đảo Tứ Bình, đó là Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập và Bình Tiên. Nhưng sau đó người ta nhận thấy có một hòn đảo nhỏ nằm một mình đơn độc tách biệt giữa vịnh Cam Ranh. Với vẻ đẹp tinh khôi như thuở ban sơ, cái tên đảo Robinson Nha Trang, ý chỉ một hòn đảo hoang vắng không có người ở, cũng được chuyển nhượng ngay sau đó. Khi tàu đi qua hòn Mun, làng chài Bích Đầm dần hiện ra. Phía sau là cái vịnh nước rất là phẳng lặng và xanh màu ngọc. Vậy là 8 hải lý. Gần 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua từ khi chúng ta rời bến cảng Cầu Đá. Và làng chài Bích Đầm đang ở trước mặt chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chân lên đảo Bích Đầm. Các bạn ơi, đây là cái điểm mà chúng ta cần đến trong hành trình ngày hôm nay. Rồi, đô, tới nơi, lên thôi. Cái miền Tây. À, khi mày đi á hả? Ngay cái bến tàu là cái bản tổ dân phố văn hóa Bích Đầm, và ngay đây là một cái đình làng các bạn ơi. Và bây giờ những chiếc ba lô và những đồ nặng cồng kềnh thì sẽ có người quen lấy xe máy ra chở, còn mình thì sẽ chỉ đi bộ vô thôi. Vi sẽ vô nhà người quen nha, là nhà của cô Thọ ở cách đây 500m. Đây là cái nơi mà Vi sẽ ngủ qua đêm, ăn uống ở đó. Nước trong xanh xuất này luôn. Nhìn xuống đây là dưới đáy cái cạn. Dê lũi nè, nó leo lũi nè, coi nè. Đó, đó. Giỏi ghê. Kìa. Nó leo lũi kìa. Rồi, nó không xương mình nữa. Đây, ông cuốc mà, ê, ông cuốc mà nó leo giỏi ghê luôn. Này mới đúng là dê núi. Wow, dê núi. Cây ở đây đẹp lắm nha. Xa xa là tàu. Rồi nước biển trong vắt luôn. Trời kìa. Ở gì? Nó nhau cọc mà nó leo lên trên núi luôn kìa. Wow. Nhiều ha. Đây đây cũng có nhiều lắm nè ba Duy. Đây nè. Đây nè. Heo với gà quá trời kìa. Wow. Heo núi, gà núi. Trời, mấy cái này gà trời đã quá trời luôn. Kêu ta thịt cho hai con gà đi, chấm muối tiêu.
đẹp ghê. Cả nhà ơi, biển xanh, núi nè, bên đây cũng núi nè. Trên đây là một cái cây chân chim, to là to luôn. Đây là đường làng, đường biển. Rồi, thấy không? Đẹp lắm nha. Hai gốc cây đẹp á. Có xe nè. Em đi em vừa đi em vừa quay phim tác nghiệp. Cảm ơn cha nhé. Có cái nhãn đây thì dễ thương nhỉ. Trời, nước đây trong như nước khoáng Vĩnh Hảo luôn. Đẹp không? Ok cả nhà, bây giờ đã tới nơi cần đến rồi. Trời ơi, thích không? Phong cảnh yên bình. Bên đây là núi, hàng dừa. Đây có cái nhà, bây giờ mình sẽ vô ăn trưa nha, tí nữa mình đi tắm. Nhà có đường hoa giấy, có cái hoa giấy đẹp không? Trời ơi, cái hoa giấy nữa. À, đi vô nhà nha. À, bây giờ bắt đầu là chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa. Tại vì hết ga cho nên giờ dễ hả? Đi đợi tàu vô. À, vậy là bây giờ chở ga vô. Mình lặt rau là cơm trưa. Ủa, trái rau hả? Thấy chưa? Đây bếp đang nấu cơm trưa. Biết cái dao lớn đâu ha? Và dọn bàn ra. Tranh thủ lúc đồ ăn chưa có nấu xong vì sẽ đi lội nước các bạn ơi. Mà mấy bạn nhỏ khi tới đây là chạy ra bắt ốc bắt cua liền. Cái đầm nước này rất là đẹp và rất là phẳng lặng, không có một tí sóng nào luôn. Chỗ này không hề sâu nha các bạn. Đi tuốt ra phía này thì nó vẫn tới các mắt cá chân thôi. Con đâm vào thì thôi rồi á. Ê, có bắt được thêm con sao mai nè, sao mai để bắt được. Đó, con bắt được thêm nữa nè. Nè, sao mai này bắt được một cái. Không, có em này bắt. Em này bắt được con sao mai to quá trời nè. Ngay đây nè. Dưới đây nhiều cũng nhiều nè. Rồi đây một con là đã được hai con đúng không? anh Duy bưng tô canh cá. Canh chua cá bớp. Cái gì? Ăn cơm trưa. Cá mú sống. À, cá mú sống, cá mú tươi, không phải sống. Canh chua cá mú. Ý là mình bắt nó sống. Cơm trưa. Cơm trưa xứ biển nha. Cô gia đình nữa. Là 15 phải không? Đúng rồi. Ba nữa là đồ. Canh mà cá mú. Chị Thủy múc canh cá mú nè, hấp dẫn chưa? Con. Ở đây ăn cơm canh chua là nhất rồi. Huy múc cơm. Chị Thủy múc canh. Em bưng cơm. Mọi người đói quá rồi, giờ này hai giờ chưa chị Thủy? 1:15 ăn cơm trưa. Rồi 15 chén nha. 1:15 15 chén. Rồi Huy múc cho đủ 15 chén nữa Huy. Mấy bạn nhỏ mê quá, cứ ở dưới biển đâu có chịu lên, cứ đi bắt ốc à. Mình xí rồi, canh nha. Chua, cái này là gan cá hả chị? Xí nha. Phải gan cá hả? Ngon lắm hả chị? Em chưa ăn cái gan xí qua. Xí nha. Ơi, vậy hả? Thế tí em ăn ké một tí. Trời ơi. Xí à. À. Mình giữ luôn dĩa này đi. Nói nó 3 lần rồi trời. Trời ơi, canh chua cá hấp dẫn. Dạ. Dạ. Thì cam, dừa, măng cụt. Hồi nãy tính kêu bắt con cá bớp.
Dạ. Bự lắm nhưng mà nói thôi để mọi người vô là tự bắt cho nó vui. Dạ. Rồi, như vậy. Cá bóp. Cá bóp nó mới lại. Nhét đi. Rồi, vô nghe, vô nghe. Cơm hôm nay có mời cá kho, rau sống, dưa leo. Rồi, cá. Cá. Tuyệt vời, cái này là chị Thủy dành nãy giờ đó. Mời cả nhà cơm nha. Đói quá rồi. Thôi mời cả nhà. Miếng nước nha. Thôi ăn nước quá. Nè, không biết. Ăn đi con. Đúng rồi chưa? Mời cả nhà ăn cơm. Ở đâu là con rồi. Mời cả nhà ăn cơm. Dạ mời chị mời. Qua đó ta. Như đã nói từ đầu thì cái đảo Bích Đầm này còn rất là hoang sơ và chưa có khai thác du lịch các bạn. Nên là bên này không có nhà nghỉ hay khách sạn gì. Mà phía nhà người quen của mình thì cũng rất là chật. Nên là mà nhóm mình đi thì lại đông. Nên là nhóm mình mang theo mỗi gia đình một cái lều sẽ dựng bên hông nhà cô Thọ. Rất là tiện. Được cái là ở đây không quá nóng các bạn. Nó cũng mát mẻ lắm. Bây giờ ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút xíu. Bây giờ mình sẽ đi thả lưới nha. Trời ơi, nhìn Huy rồi, Huy ơi. Giống gì vậy trời? Dạ, chai nước này là để uống, còn chai nước này để bơi. Dạ. Nhìn chịu không nổi. Đây là anh đang gỡ lưới. Cuộc sống tí nữa thả lưới. Rồi chiều đi đi kéo lên hả anh? Cái này cá nhỏ cũng mắc luôn đó chứ. Chó con. Đây quá thanh bình luôn. Bây giờ 3 giờ nha, mình sẽ đi bơi. Đây, chỗ này nó rất là đẹp luôn. Đây, mình sẽ đi lên phía trên này bơi nè. Giờ mình sẽ bơi ở đây nha cả nhà ơi. Mình sẽ bơi ở đây. Lạnh không? Rồi cô Vi ngồi xuống giơ tay lên nè. Rùm nha, rùm nha. Đây là tí nữa hai vợ chồng mình cái phao này được rồi. Giang, đưa hai chai cho anh Duy Anh đi. Đó, được rồi. Tôi làm sẽ đi ra làm cái truyền thống này, mình đi câu mực nha, câu mực về nấu ăn. Dầm đi xuống với cái truyền thống này. Nếu là mọi người ơi, ảnh 4-5 người, 6 người cũng được. Được mà. Nếu đi 5-6 người. Bây giờ là chương trình đi qua câu mực này, tối về ăn này. Đi câu mực tối về kiếm bữa nè. Này vui lắm này. Ủa cô cũng qua chỗ câu mực đúng không? Đợi gọi. Huy ơi. Đợi đó đi. Đợi đó lát quay vô chợ một chuyến nữa. Đợi xíu, chút xíu quay lại. Trời nghe rồi đó. Nghe nữa thôi chịu, tay điếc chịu. Đi anh kìa. Đi không? Đợi xíu nghe, để em vô đón anh về. Đen ơi. Ai đồ. Rồi, tới cái chỗ này rồi. Cái chỗ cái bè nè. Bè này là sẽ có mực ở bên trong. Nước trong quá. Bây giờ là trời nó âm u. Âm u mà nước còn trong như vậy. Anh ơi. Nè. Đi anh ơi. Âm u mà nước còn trong như vậy, đến hồi trời nắng thì thôi. Tuyệt vời luôn á cả nhà. Rồi ơi cá. Em qua đây nha anh. Trời cá bao la luôn trong đây nè.
lên má ơi á. Mạnh lên. Cá. Thủy ơi. Rồi, bây giờ đi lên trên này nha. Đâu, cá bông mú nhỏ. Ngồi cái lồng này dễ thương quá ha. Nè, có cái lồng dễ thương quá trời nè. Cái này không biết bắt cái gì. Cái lồng này. Cá bông mú nhỏ. Đây, cá bông mú nhỏ nha cả nhà. Thiên nhiên luôn á. Không phải là ở trong lồng. Không phải trong cái lồng đâu. Đây, trong này mới là cái lồng nè. Đây, chị Thủy đi ra cái lồng nè. Trong này là mọi người kiểu như là mấy cái này là người ta bắt. Bắt cũng là cá thiên nhiên, người ta bỏ vào đây nuôi. Trời ơi, cá bớp to. To, nhưng mà khó thấy quá. Chu cha ơi, qua nhanh quá ha. Bè, mấy cái bè kia là nó khách du lịch này. Nếu mà mai này mình trải nghiệm bè thì mình ra bè. À, có bò hôm. À, bây giờ mình ngồi đâu mình câu mực. Cái này có bớp đúng không? Đúng rồi, có bớp. Quá trời, nước trong vậy. Ừ. Đã ha. Câu này phải kinh trì. Cái có bớp đúng không cô? Tao lấy con mực kia chưa? Rồi. Lặn xuống làm gì ạ? Đây, thành quả là hai mực nang. Trời ơi. Há miệng ra cho có nước mưa đi không? Hai ba con mực ăn yêu âm cực. Oh yeah. Nó nằm bên kia là con bự đây nè, hồi nãy nó cái gì đẹp đẹp đó. Cái búp gì to dữ vậy? Con này mấy ký chị? Là cá bốp hả? Tương đối được rồi. Trời ơi con nó bự vậy. Tương đối được rồi đúng không? Tương đối được rồi. Cái này là chị, cái này là bốn con. Rồi bốn con lấy bốn con. Bốn con được rồi. Hai mươi năm rồi bơi lại nè.
liều nhá, sâu 20 mét luôn đó. Bây được rồi, đồ ăn nhiều mà. Đúng rồi, cái máy nó được rồi, một con đường. Nấu ăn thẳng chứ, nấu nó lắm. Ốc này ốc gì vậy? Đủ loại. Đang con kiếm mấy em cá mú tối nay làm sashimi nha, ăn tươi sống cho nó ngon nha. Lấy mấy con chị? Trời ơi, con này mấy ký, bự quá trời bự trời. Hay thịt chứ. Nghe mà. Tội nghiệp ha. Tội nghiệp ha. Tội quá ha. Không gì không ngồi được. Con muốn to vậy. Con này cũng cái ba nghiệp quá. Con nào to nhất bắt lên. Số nó được quá kiếp rồi. Tối nay là có sashimi ăn sống rồi đó. Hello MV. Ồ, được con cá chim nữa nè. Giờ thuyền thúng đi vào bờ. Sao, té bây giờ? Ok. Trời, Trọng bơi qua hay ai vậy? Trọng bơi bé gì bơi ở đây? À, Nhân hả? Không, không biết anh chăng lưới trong kia ta. Anh bơi còn được, anh bơi cây qua đó được á. Cùng lắm là bơi thôi không? Chà, anh đang bơi siêu nhỉ? Khiếp thiệt. Con mà phải 4-5 kg, 5-6 kg mới ăn được em, mới ngon. Đâu, chiến lợi phẩm của Huy đâu? Dạ, đây. Đây, chiến lợi phẩm bố con nhà Huy nè. Cà cá với lại mấy con đậu. Con gì? Chim giòn hả? Chim giòn hả? Ê, đủ dĩa rồi Huy ơi. Đủ dĩa rồi Huy ơi. Chiên giòn, chiên giòn. Tôm đỏ. Đây, cái chừng nó rớt xuống á. Đó, thôi không được đâu em. Thôi đừng bắt ra, đừng bắt ra. Đây này, hơi bay vậy được rồi. Em cầm cầm lên. Cầm lên nó rớt ra ngoài đây á. Chắc quái tôm. Phải cầm hai cái rau mới chịu. Không gì tôm nào bằng em. Dạ. Đó, đó nó như vậy nè. Tôm này à. Không có tôm nào qua con tôm này đâu. Dạ. Tôm hôm qua được luôn. Dạ. Okay. Hai anh em bơi từ bè qua nha. Nhảy đi. Ừ. Rồi. Chị đi. Trời ơi, hai ông. Rồi, đi theo. Bơi đua đi. Dùng cái dùng dép đếm với mình mà đi. Ôi ơi, cố lên.
Mệt rồi phải không? Huy, bám ra ngoài Huy ơi. Này gần tới bờ chưa? Gần tới rồi. Chậm đợi không anh? Đợi không? Đuổi rồi, ai ông đuổi rồi? Đợi rồi. Bờ khoảng 20 mét nữa là tới cận. Cố gắng đi. Cố gắng nha. Sâu bao nhiêu mét anh? Sâu lắm. 4 mét. Mà cái này còn sâu không? Sao chứ? Còn đang ở đây còn sao? Mấy cái một bơi ngựa. Bỏ lại. Bơi ngựa thả lỏng chưa? Đó, đẹp á, hơi bị trong quá. Bơi ngựa đừng vài tay thôi, đừng là chân thôi. Cái nào chân thôi gần tay. Chị em. Có một đoạn nữa 5 mét nữa. Cố lên. Dài quá, dài quá. 5 mét nè. Tới mà 5 mét nữa là ok. Mấy nữa? 5 mét nữa tới đất rồi đó. Chàng chàng quậy quá Trang ơi. Tới rồi đó. Đó. Ôi, ta đã thắng rồi nha. Chúc mừng, chúc mừng. Làm lực sĩ đi Huy. Làm lực sĩ cho anh chơi anh Duy kìa. Chàng này ok, bơi qua đây luôn. Hai bác nhà mình bơi giỏi quá. Rồi, tới bờ. Hết tiền rồi đó. Tụi mình có học bơi đâu. Đi chứng minh. Đi bắt cua. Đi bắt cua, bắt ốc giống như là cô nông dân vậy. À hà, cô ngư dân, cô ngư dân. Đẹp quá trời luôn, đúng thiên nhiên luôn. Ừ. Rồi, quá phê rồi. Biển chiều, biển chiều. Bây giờ mình đi qua cái chỗ ngâm khoáng nha các bạn. Khoáng, ngâm khoáng thiên nhiên. Buổi chiều nghe chim hót quá trời luôn. Đúng là phong cảnh yên bình. Này, chim hót này. Chỗ này đẹp mà đẹp. Ôi cha, đi từ từ thôi, từ từ. Trời ơi. Nghe vậy. Đi tắm biển mà đi đường đường này à? Vô rừng kiếm củi về tối đốt lửa trại nè. Phải nói đây là đi biển nha. Đi biển nha. Cái này đi rừng, cái này đi rừng hay là đi biển? Nè, sóng biển nó đang kêu mầm kìa. Coi chừng Anaconda xuất hiện nha. Nó lo đi bắt đồng bắt gì rồi. Phải đi vô đây mới tức chứ. Nó đi vô rừng tắm biển. Nhờ anh chồng uống thuốc xong rồi cứ nhờ anh chồng dắt cho nó qua đây được á. Đi cái cháu trời. Cái này đi vô rừng. Rồi, sóng biển nó kêu. Trải nghiệm lần đầu tiên luôn. Không phải là ai cũng mà được trải nghiệm như vậy đâu nha. Trời đã vậy. Trời ơi, coi. Nghe tiếng sóng từ xa xa là nghe tiếng sóng rồi đó. Sóng biển. Khiếp. Wow. À, đúng rồi, chờ bác sân một chỗ đi sổ hết. Dạ. Trời ơi, đã quá. Đúng rồi, đẹp ghê. Lần trước đi là mình từng rất qua chỗ đẹp vậy. Quá wow. Là đẹp. Xin giới thiệu chỗ này là biển tắm nước khoáng nha. Gọi điện cho nhà Huy á.
cái này phải có người đưa xuống mới được. Nó Huy nó Huy nó trồng dắt xuống. Chân té bà. Ok ok. Các bạn thấy cái bãi biển ở đây đẹp không? Nếu mà các bạn tới cái biển này để tắm á, thì các bạn hãy đến theo cái đường mòn từ cuối làng á, thì đi lên một tí xíu bên mé tay phải thì các bạn quẹo vô. Khi mà băng qua một chút đường rừng thì một khung cảnh biển hiện ra trước mắt các bạn, một khung cảnh biển rất là đẹp. Mà tới Bích Đầm mà không tới tắm ở cái bãi biển này thì quả là một thiếu sót các bạn ơi. Cái nước biển ở đây nó tựa như là nước khoáng vậy các bạn. Nước nó mát lạnh và tắm xong là người mình nó khỏe ra hẳn luôn. Sau khi tắm biển chiều xong, nhà mình sẽ ăn tối các bạn ơi. Đây có bắp, có khoai lang, có mực hồi nãy mình đi câu. Và đồ ăn đã được dọn lên trên bàn rồi nè. Đây là món mực xào, ốc đủ loại luộc, chấm nước mắm, món cá chiên. Và đây là cái món đặc biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đó là món mực sashimi và cá mú sashimi cùng với cái nước chấm thần thánh này. Trời ơi, ta nói chấm vào ăn nhức nách các bạn ơi, ngon tuyệt cú mèo luôn. Vì là Vi kết nhất cái món này, vì là do mình bắt và mình biết được là nó cái độ sạch nó như thế nào nên mình mới dám ăn sashimi nha các bạn. Và đây là món mực nướng. Đồ ăn tối của chúng ta đã chuẩn bị xong. Bây giờ Vi sẽ mời các bạn cùng ăn tối với nhà Vi. Ăn xong thì nhà Vi sẽ đi ngủ, sáng mai Vi sẽ khám phá làng Bích Đầm nha các bạn. Vi sẽ đi vô trong cái làng Bích Đầm. Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Trời ơi, hôm nay buổi sáng tuyệt vời quá. Vi mượn chiếc xe đạp để đi. Bây giờ mình sẽ đi tham quan làng chài Bích Đầm nha. Các bạn có thấy khu làng chài ở đây yên bình không các bạn? Khu làng chài này nằm bình yên giữa một vùng nước xanh biếc như ngọc và dân địa phương cho biết đây cũng chính là lý do mà nơi đây có tên gọi là Bích Đầm. Và có một đàn cá là mình vừa tới cái là nó nhảy nó búng ra phía ngoài, trời nước trong quá trời trong luôn. Mấy cái bè hôm qua là mình đi câu mực đó, cái bè phía ngoài đó là đi câu mực với bắt cá về để ăn. Nhưng mà hôm qua trời nó mưa. Trời nó sắp mưa, nó âm u lắm. Giờ trời buổi sáng đẹp quá trời. Hôm nay tuyệt vời quá nha. Trời trong, gió mát và xung quanh đây khung cảnh quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới có một cái khung cảnh bình yên như vậy. Trời ơi, về đây rất là thích nha. Yeah. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Khi đến đảo Bích Đầm buổi sáng á, các bạn dạo xung quanh và khám phá cuộc sống làng chài ở nơi đây. Những khu nhà đơn sơ với những chiếc ghe đậu quanh bến và những con đường nhỏ dẫn lối vào nhà là chuỗi hình ảnh vô cùng hoài niệm các bạn. Hầu hết các đảo tại Nha Trang thì đều sở hữu dòng nước trong và yên ả. Tuy nhiên, duy chỉ có đảo Bích Đầm còn được thiên nhiên ưu ái thêm màu nước xanh như ngọc bích. Chính vì vậy mà được du khách ví von là viên ngọc quý của vịnh Nha Trang. Đảo Bích Đầm là nơi sinh sống của một làng chài nhỏ có tên là Bích Đầm.
Tuy không quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch Nha Trang, nhưng du khách đến đây đều thán phục trước vẻ đẹp của thiên nhiên và sự yên bình của con người. Đời sống của con người ở đây như hòa cùng thiên nhiên, tất cả như một sự kết hợp hài hòa, đúng nhịp điệu, tạo nên một khung cảnh bình dị mà xuyến sao. Xung quanh là những chiếc thuyền thúng, này, thuyền nhỏ và những chiếc ghe thả neo dọc bờ biển và các nhà lồng nuôi tôm nữa. Làng chài Bích Đầm hiện tại thì có khoảng 174 hộ gia đình với gần 1.000 người dân sinh sống, và họ đều là đến từ những vùng đất miền Trung đầy nắng gió như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, và đã chọn Bích Đầm làm nơi an cư lập nghiệp và gắn bó cuộc đời mình với nghề chài lưới, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Mặc dù là một điểm đến không nổi tiếng trong bản đồ du lịch Nha Trang, nhưng có lẽ khi mà các bạn đến đảo Bích Đầm này thì thiên nhiên và con người nơi xóm đảo nhỏ bình yên này và mọi thứ ở đảo, từ cuộc sống của người dân cho đến thiên nhiên, đều được kết hợp hài hòa, đan xen, đem lại một cảm giác hiền hòa, bình dị mà chẳng nơi nào có được. Thích nhất là các bạn có thể tự đi lòng vòng khám phá cuộc sống của người dân nơi đây. Đi dạo xong rồi, bây giờ vợ chồng Vi sẽ ghé ăn bánh canh ở ngay chỗ cạn luôn các bạn ơi. Cái này ở đây kêu là bánh canh. Bánh canh. Dạ. Dạ. Bỏ thêm bàn bánh trứng. Không lấy cho mượn thêm một bàn nữa thôi. Là đủ rồi. Vợ chồng Vi kêu bánh canh trước rồi ăn từ từ, ngồi đợi gia đình Huy Trang ra ngồi ăn sáng luôn. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nha. Ăn sáng ngắm view biển như vậy nè. À. Mời bạn nhé. Mời chồng. Đây, bánh trứng nè. Đây. Chấm nước chấm. Ở đây làm ngọt không? Cũng ok, giống bên mình đó. Thường thường mà đi biển là cái nước chấm nó ngọt lắm, còn đây mà rồi. Vừa ăn ngon phải không? Rồi mời cả nhà ăn sáng cùng vợ chồng Vi nha. Hello hello. Hai bạn nhỏ đang chờ ăn sáng. Bắt quá trời, hôm nay khỏe mới được đi bắt. Đúng không? Ngay trước nhà mình đó. Thích không? Được không? Nó làm mấy chị nè. Đi qua bằng cái tàu này qua đảo Robinson làm. Buổi sáng là tập trung vào đây hết. Còn cái tàu này là thu gom rác. Đây là tàu vệ sinh môi trường. Tất cả những chị em này đều đi qua chỗ khu du lịch Robinson để làm. Bây giờ mình vô ăn sáng tiếp. Đây, mình ăn sáng ngay đây nè. Đó, cái cạn đây. Rồi đi vô ăn sáng. Có, đang làm con heo á. Vậy là buổi sáng hôm nay rất là tuyệt vời. Mình đã đi dạo biển nè, đã đi ăn sáng nè. Bây giờ hai vợ chồng mình quay trở về trả chiếc xe đạp và tiếp tục đi bơi. Sáng hôm nay tiếp tục băng rừng đi xuống biển. Chiều hôm qua tắm chưa đã cả nhà ơi. Lên rừng xuống biển. Lên rừng tắm biển. Đó. Hôm qua hết nắng rồi, tới buổi chiều. Chắc lúc đó cũng 5 giờ rồi. Mình chưa có cảm nhận được hết cái vẻ đẹp nên thơ ở đây. Cho nên sáng hôm nay là mình sẽ đi xuống dưới đây thêm một lần nữa. Xa xa là đã nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ. Hôm nay không biết sóng to bằng hôm qua không. Dưới chân nè, có những cái cây như vậy cũng đẹp nè. Đẹp quá. Cảnh chỗ này đẹp ghê á. Trời đẹp quá. Nè, nè đẹp không? Đẹp ha. Biển hiện ra trước mắt chúng ta vào lúc 7 giờ sáng nè.
ở đảo Bích Đầm này chẳng thua kém với bất kỳ điểm du lịch biển nào của Nha Trang. Ở đây các bạn cũng có thể hòa mình cùng vị mặn của nước biển, nghe tiếng sóng vỗ gần đá. Đây là một cái bãi biển đẹp vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét hoang sơ vốn có. Khi các bạn ngâm mình xuống đây thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Do là làng chài Bích Đầm hiện là chưa có khai thác du lịch cho nên là ở Bích Đầm này vẫn còn rất là bình yên. Nếu như mà các bạn muốn tìm một cái địa điểm yên bình để thư thả tâm hồn và tránh xa những ồn ào của phố thị thì ở làng chài Bích Đầm chính là điểm đến rất là lý tưởng cho các bạn. Sự hoang sơ của thiên nhiên, nét bình dị ở đây thì sẽ để lại cho các bạn những ấn tượng rất là khó quên. Hãy hít hà cái bầu không khí trong lành, đãi mắt bằng bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, thả hồn phiêu lãng với mây trời, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Một ngày trọn vẹn ở làng chài Bích Đầm yên tĩnh, thanh bình chắc chắn sẽ đọng lại trong bạn cái cảm giác như được trở về với làng quê thân yêu của mình. Dạo bước trên những con đường cũ, khám phá cuộc sống của người dân chài, ngắm nhìn cuộc sống bình dị, từng chiếc ghe, thuyền thúng neo ven bờ, tất cả những hình ảnh bình dị đó khiến bất cứ du khách nào ghé thăm nơi đây cũng đều cảm thấy bình yên và càng thêm yêu biển đảo Việt Nam. Bây giờ Vi sẽ lên chiếc thuyền này để trở về đất liền, kết thúc một chuyến đi thật là tuyệt vời. Con đường tới Bích Đầm tuy hơi xa xôi, khó đi, nhưng khi tới nơi rồi các bạn sẽ thấy được thành quả vô cùng xứng đáng. Hãy một lần đến với Bích Đầm để tận hưởng khung cảnh bao la và kỳ vĩ sẽ khiến cho các bạn phải trầm trồ, khó thốt nên lời. Video của Vi xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!